các bạn nha. Đây là SCR chỉnh tốc độ, điện trở sấy nè, đèn để sấy, đèn để thắp sáng nè, chỉnh tốc độ bơm nè, ha. Đặc biệt là chỉnh mấy cái thanh nhiệt độ sấy trong mấy cái lò nung hay các cao tầng các kiểu ha. Ok, hàng Nhật nha các bạn, hàng Japan. Mình đã làm ra ok hết rồi, khách chỉ về chỉ việc xài thôi. Có chui cắm điện 220 và cái hai dây đưa ra nha. Đó. Chỉ việc chỉnh là sai thôi các bạn. Hàng Nhật nha, hàng Japan.